Vào ngày 14 tháng 8, Phụ Tổng thống đã tổ chức ngày hội gia đình cho các nhân viên. Vào ngày nay, các nhân viên làm việc trong Phụ Tổng thống cùng với Ủy ban An ninh Quốc gia sẽ đưa gia đình đến Phụ Tổng thống để tìm hiểu về nơi họ làm việc. Có nhiều nhân viên còn đưa cả con sơ sinh của mình đến tham dự. Tổng thống Thái Anh Văn, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đều cùng có mặt chung vui cùng toàn thể nhân viên. Tổng thống đã phát lì xì cho các em nhỏ sơ sinh và trò chuyện chụp hình cùng nhân viên của mình bầu không khí buổi lễ rất vui và hòa đồng. Trong lúc phát biểu, Tổng thống cho biết, có thể nói năm vừa rồi là một năm bận rộn của phụ Tổng thống. Bà rất vui vì các bạn đồng nghiệp trong lúc bận rộn như vậy cũng không quên việc sinh con để gia tăng dân số cho Đài Loan. Chính phủ cũng hiểu nổi cực nhọc của những người trẻ tuổi khi vừa phải làm việc lại phải dư chăm con nhỏ, nên cũng đã đưa ra rất nhiều chính sách đa dạng như giảm thuế cho gia đình có con nhỏ, hy vọng có thể giảm gánh nặng cho những gia đình trẻ để các bé có thể lớn lên trong hạnh phúc và an toàn tổng thống còn hy vọng các bạn đồng nghiệp có thể sinh thêm càng nhiều con càng tốt tỷ lệ sinh có thể vượt tỷ lệ sinh trung bình toàn quốc và các đơn vị nhà nước khác nếu làm được bà sẽ có thưởng cho các nhân viên